Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Silverback Tarot. Mình là Linh Tarot Reader đây, mình quay trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề là bạn là mối tình đầu của ai? Bạn là mối tình đầu của ai nhá? Ok. Chọn tụ ha. Đây là tụ số 1 này. Tụ số 2 này. Và tụ số 3. Đồ chơi à? Mối tình đầu mà phải ngây thơ trẻ con đúng không? Please choose your pile, pile number 1, pile number 2 and pile number 3. Vì đây là trải bài chung nên các bạn hãy chọn lấy thông điệp phù hợp nhất với bản thân mình nhé. Mình sẽ bắt đầu với tụ số 1. Và đừng quên follow kênh YouTube của Silverback Tarot của mình ha. À, bắt đầu là tụ số 1 nào. Cái hai tụ này đi, bắt đầu tụ số 1 nào. Hello các bạn, tụ số 1 là các bạn chọn cái này. Xịn. Ok. À, cùng xem là ai là bạn là mối tình đầu của ai à? Các bạn có lá Ace of Swords, bạn có lá Queen of Wands, bạn có lá Five of Pentacles. Three of Cups. Fun times. Money. A moment regret. Feeling you made some mistake. Or change in the night, you have changed quickly. Ok. Bạn là mối tình đầu của ai ha? Các bạn tụ số 1. Đây là một người khá là lạnh lùng. Ý là kiểu người này thông minh, học giỏi này, thông minh này. Khi được qua thì là khá là tự tin, kiểu muốn gì là làm luôn á. Năm xu là lạnh lùng ha. Có thể và hay trêu đùa nữa. Hay trêu đùa bạn. Có thể họ trêu bạn rất là nhiều luôn. Bạn với họ là có thể là chơi với nhau ha. Fun time là bạn với họ là đã chơi với nhau rất là vui này, đi chơi với nhau rất là nhiều luôn, có khoảng rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ với nhau luôn. Đi chơi với nhau đấy, money. Thì là nhà lại người này ấy, mình thấy là người này có thể là gia đình người này cũng khá giả. Người ta là mặc dù còn trẻ. Lúc mà còn trẻ mà các bạn gặp nhau ấy. Thì người này đã có tiền rồi, có thể họ nhiều tiền hơn bạn, họ được hay được bố mẹ cho tiền hay gì đó, nói chung là nhà cũng có điều kiện, có tiền ha, hoặc là có thể người này cũng hay cho bạn tiền hoặc là thỉnh thoảng cho bạn tiền. Đấy, người này rất là thông minh á, nhưng mà tính lạnh nhây hay trêu bạn á. Mình cảm thấy như là ở đây thì người này chưa từng bao giờ người ta tỏ tình với bạn hết, là a moment regret ở đây thì người này chưa bao giờ, người ta sợ là bạn không thích người ta à, người ta sợ gây ra một cái sai lầm gì đó, tại là chắc lúc đấy còn trẻ ấy, nên là người ta không nói cho bạn biết, người ta giữ khoảng cách. Train in the night, you have changed quickly. Thì bây giờ ấy, bạn gặp lại người ta ấy, thì bạn cảm thấy như là người này thay đổi rất nhiều, người này không còn giống như hồi xưa nữa, người này khác hồi xưa vô cùng luôn. Có thể bây giờ người ta là một người trưởng thành rồi, tất nhiên nó phải khác đúng không? Trải qua bao nhiêu là sóng gió thì người ta khác lắm rồi. Và mình một số bạn trong đây thì mình cảm thấy như là bạn cũng cũng hơi hơi thinh thích người này. Nhưng mà kiểu cả hai đều sợ là gây ra một cái rắc rối gì đó, chắc là lúc đấy còn nhỏ tuổi ấy, hoặc là còn đi học, nên là không tiến tới với nhau, cứ kiểu chơi với nhau thế thôi. Thế xong rồi thì để mình cảm thấy như là người bây giờ có một số bạn đấy thôi, có một số thôi, là người ấy hiện tại bây giờ thay đổi là rất chỉ là tốt, rất chi là khác. Và bạn cảm thấy tiếc ấy nhỉ. Biết trước hồi trước là hoặc là người ta cũng tỏ ra, bạn cũng nhận ra là người ta thích bạn ấy, bạn hiểu không? Cũng cảm nhận được như thế.
nên là tiếc ấy, lúc đấy mà kiểu dũng cảm mà kiểu tỏ tình với nhau thì không biết bây giờ như nào ta. Đấy, không biết bây giờ là sẽ như thế nào, sẽ ra sao. Mình nghĩ là bây giờ người ấy là cũng khá là ổn. Một là ngoại hình khá là ổn, hai là mình xem là gia đình có điều kiện đúng không, thì bây giờ người ta chắc là cũng khá là ổn, khá là ngon, khá là ngon lành cành đào, nên là bạn và kiểu thay đổi chững chạc hơn hồi xưa ấy. Chắc hồi xưa nhây 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 xong là kiểu trẻ con ấy, bây giờ khác rồi. Thì bạn bạn cảm thấy người này khác vô cùng ấy, nếu bạn gặp lại người này, hoặc là bạn gặp lại rồi, hoặc là kiểu bạn với nhau ở trên Facebook hay là trên mạng xã hội ấy, bạn gặp được hay là đi lướt qua nhau thôi, gặp lại nhau thôi, thì người đấy nhá là từng từng bạn là mối tình đầu của người ta đấy. Rồi ok, thì mình cảm thấy như là có một số ở đây ấy, thì người đấy họ ấy, người mà bạn là mối tình đầu của họ ấy, thì là người đấy còn một số thôi, mình gặp thấy một số thôi là còn sức khỏe người ta hơi yếu nữa, người ta vấn đề với sức khỏe ấy. Rồi đấy, một số thôi đấy, ok. Thế là kết thúc tụ số 1 ở đây nhá, mình sẽ kết thúc tụ số 1 ở đây. Bây giờ sang tụ số 2, các bạn thích hãy like, share, giúp các kênh channel cho mình nhá, và đừng quên follow kênh YouTube The Silverback Tarot của mình. Ha, tụ số 2 nè. Trời, sắp Tết rồi các bạn ơi, nhanh quá. Hello các bạn, tụ số 2 các bạn chọn cái này. Chào. À, các bạn còn là Nine of Swords. Còn là Empress. Các bạn có lá Three of Pentacles. Các bạn có lá The Lovers. Young female. Family. Keep your temper. Don't allow anger to rule you. Follow the white rabbit. Curiosity meets opportunity. Ok. Bạn là mối tình đầu của ai à? Đây à, mình cảm thấy như là đây là young female, đây là một cái mẫu người của gia đình, một người rất chi là chăm cho gia đình, thì nếu bạn ngoài nhìn vào ấy thì bạn sẽ là cái người mà hiền lành tốt tính. Đây là một người hiền lành tốt tính ha, nhưng mà người này hơi nóng tính một tí, có nghĩa là chẳng hạn là bạn cứ hỏi mãi thì kiểu hỏi đi hỏi lại cái vấn đề gì đấy, người ta tức, người ta hét lên luôn, rất hỏi gì mà hỏi lắm thế đấy. Nên thật ra rất chu đáo, rất là quan tâm hay lo lắng cho người khác. Vẻ ngoài thì mình thấy là hơi khá là tốt tính đó. Young female thì mình cảm thấy ở đây ấy là ấy, trường hợp này hơi đặc biệt ha, thì người này có thể là nữ, mối tình đầu ấy họ là nữ. Nếu bạn là nữ thì đấy, cái người mà người này ấy lại là thích bạn, kiểu có thể người ta không nói cho bạn biết, hai bạn chỉ chơi với nhau thôi. Sorry. Ok, hai bạn chơi với nhau và người này rất chỉ là quan tâm rồi hay lo lắng cho bạn, giúp đỡ bạn rất là nhiều. Đấy, thân thiết với nhau là young female ở đây. Thì Empress thì là cái năng lượng rất là vui dưỡng, chăm sóc bạn rất là nhiều, kiểu như mẹ chăm con luôn á. Thì đấy á, trường hợp đặc biệt ở đây là như thế nhá.
young female đã là một phụ nữ trẻ và mà hướng về gia đình, thì đây là trường hợp đặc biệt là như vậy. Bạn là nam thì là cái người đấy mang tính nữ à, cái người mà bạn là mối tình đầu của người ta ấy, thì người này mang tính nữ rất là nhiều, nên là khả năng cao là trường hợp đặc biệt mình nói là có thể là người ta là nữ. Nếu bạn là nữ thì người ta cũng là nữ đấy, có thể người ta sẽ không nói cho bạn biết. Thì người này lúc đấy tình cảm rất chỉ là ngây thơ thôi, mình cảm thấy như là người ta cũng không nhận ra đấy là tình yêu đâu. Người ta chỉ cần là bạn, người ta rất là thích bạn, người ta rất là muốn chăm sóc, bảo vệ và quan tâm với bạn thôi. Đấy là trường hợp đặc biệt, nên là không phải là ai cũng là trường hợp này đâu nhá các bạn nhá. Các bạn là nam thì là có bạn nữ như thế chăm sóc bạn rất nhiều và hay mắng bạn, hay kiểu như chơi bạn thân với nhau. Bạn nữ cũng vậy, các bạn nữ cũng vậy. Thì nói chung là năng lượng nữ thì cũng không nói rõ là giới tính, nhưng mà người này rất chỉ là quan tâm chăm sóc bạn, và young female và hay mắng bạn, hay quan tâm chăm sóc bạn này, nhưng mà người ta lúc đấy người ta cũng không rõ đấy là tình đầu đâu. Người ta chỉ thấy như là cảm xúc rất là ngây thơ trong sáng ấy, và người ta cứ theo cảm xúc thế thôi, là muốn quan tâm chăm sóc, là quan tâm chăm sóc người ta thế thôi. Rồi đấy là các bạn tụ số 2 ha. Nếu các bạn thích hãy like, share và subscribe kênh channel cho mình nhá. Mình sẽ dừng tụ số 2 vào đây, và đừng quên follow kênh YouTube Silver Black Tarot của mình ha. Mình sẽ sang tụ số 3 nếu sắp đến Tết rồi. Hello các bạn, tụ số 3 là chọn bác này. Nên mình lấy bài cho các bạn ha. Bạn có là The Sun. Bạn có là Ten of Wands. Các bạn có là Six of Swords. Bạn có là The Emperor. Bạn có là Work. Past Love. You are rent free. There's not many like you. Then stuck curious dream, grounding return through to coming home. Bạn là mối tình đầu của ai? Cái trường hợp này cũng khá là đặc biệt này. Có thể là bạn đi làm thêm ha. Đây là trường hợp gặp nhau ở công việc. Đây là trường hợp mà hai bạn có thể là từng hẹn hò với nhau, hoặc là có cái mối quan hệ. Nói chung là có thể là cả hai không công nhận luôn là yêu nhau luôn, nhưng mà cũng cả hai đều hiểu là có tình cảm với nhau ấy. Hoặc là bạn thích người ta trong quá khứ, từng thích. Bạn đi làm thêm ha, gặp nhau công việc. Thì người này tới Emperor thì người này có thể là lớn tuổi hơn bạn. Người này lớn tuổi hơn bạn. Người này khá là khác lạ, người ta có thể là boss của bạn, boss hoặc là kiểu cấp trên quản lý của bạn hay là gì đó, người ra công việc cho bạn. Người này rất chi là hay đi lại. Hoặc là người này cũng khá là lạc quan này, yêu đời này, ấm áp này, cố gắng này, chăm chỉ này. Người này cực kỳ chăm chỉ, ấm áp và lạc quan. Bạn trong lúc đấy thì bạn khá là tò mò về người này. Suck a curious dream thì bạn rất là tò mò về người này, vì người này khác so với tất cả, so với người bạn gặp, với những người bạn gặp đồng trang lứa hoặc là những người bạn giới tính khác ấy mà bạn thích ấy, thì bạn gặp thì người này khác so với những người đấy. Nên bạn khá là tò mò về người ta, và người ta cũng cảm thấy không phải chỉ đến từ bạn đâu, mà người này cũng cảm thấy bạn rất chi là
khác biệt, bạn rất chi là tuyệt vời. Và người ta có thể, một số trong đây thì mình thấy như là mối tình đầu này, người bạn mới chính là mối tình đầu của người ta, người này từng yêu rồi nhá. Hai bạn, một số bạn trong đây thì hai người có thể từng hẹn hò với nhau rồi. Wow, người này lớn tuổi rồi mới có mối tình đầu á, hoặc là kiểu không phải là thời học sinh đâu. Có thể là người ta học sinh kiểu đi làm gì đó, nhưng mà kiểu người ta lớn á, tâm hồn người ta lớn á. Nhưng nói chung là người ta cũng có công việc làm, người ta là cấp trên của bạn. Khi bạn đi làm thêm hoặc đi làm kiểu cố gắng hay gì đấy, người này rất là chăm chỉ luôn, cực kỳ ấm áp, chăm chỉ và lạc quan. Wow. Nhưng mà đặc điểm đây mình thấy như là cái mối tình này người ta sẽ khó là quên. Vì các bạn mà biết là khi mà cái mối tình trẻ thì người ta có thể là mối tình đầu thì dễ có mối tình đầu đúng không? Nhưng mà những người lớn này, có nghĩa tâm hồn không nhất thiết là tuổi, nhưng mà tâm hồn người ta lớn này, mà người ta xác định bạn là mối tình đầu của người ta ấy, thì người ta thực sự là thích bạn ấy. Cái tình cảm mà nó rất chi là vững chắc, là bền bền vững ấy. Nhưng mà mình cảm thấy như là có thể nếu các bạn hẹn hò với nhau rồi đấy mà chia tay ấy, thì có thể là người này hay ghen, hoặc là người này rất là gia trưởng đấy, thì đấy là lý do mà các bạn chia tay. Gia trưởng, bảo thủ và hay ghen đấy, mối tình đầu của người này nha, bạn mới tình đầu của họ. Rồi ok, đấy trả bài của các bạn tụ số 3. Nếu các bạn thích hãy like, share và subscribe kênh channel cho mình nhé. Mình sẽ dừng tụ số 3 đây. Bye bye.